Hello, xin chào toàn thể mọi nhá. Xúc công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886993345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang hình chữ USB các bạn nhá. Đó, mã của dòng sản phẩm này là máy ghi âm USB Q62. Đó thì đây là sản phẩm cả nhá. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra, giới thiệu cho mọi người về dòng sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, đây là cái mẫu máy ghi âm USB Q62 này. Đó, với dung lượng bộ nhớ là 8GB các bạn nhé, giúp bạn là ghi âm liên tục được khoảng 500 tiếng mới đầy được cái bộ nhớ này. Đó, của sản phẩm thì sẽ gồm có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng thôi các bạn nhé. Đó, bởi vì cái mẫu này là nó sẽ không có tai nghe, các bạn muốn nghe lại các bạn sẽ cần phải cắm cái trực tiếp cái USB này vào tai nghe, vào cái máy tính các bạn nghe lại nhé. Đó, đây là giấy hướng dẫn này. Đó, hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh các bạn nhé. Đó, đây bên này sẽ là thông số kỹ thuật này. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang USB này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc các bạn nhé. Và về hơn là khi bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát thì đối với những bạn mà mua camera thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng này. Còn bạn nào mà mua định vị sẽ được tặng kèm một chiếc SIM Viettel đăng ký mạng bạn nhé. Đó thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc máy ghi âm này và đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho mọi người. Đó, đây, bộ nhớ là 8GB giúp bạn thể ghi âm liên tục được khoảng 500 tiếng này. Đó thì sử dụng ở chiếc máy ghi âm này rất là đơn giản thôi các bạn nhé. Đó, chỉ có hai nút gạt sang trái và gạt sang phải thôi. Đó, đây, chỉ nút on và off thôi các bạn nhé. Đó, sử dụng tất cả các dòng máy ghi âm bên đơn vị nhà mình thì các bạn chỉ cần gạt sang on là ghi âm, còn gạt về off là kết thúc ghi âm thôi các bạn nhé. Rất là đơn giản. Đó, đây. Đó. Các bạn gạt xuống cái chỗ mà có cái móc treo này sẽ là bật thiết bị này, còn gạt vào bên chỗ có USB này sẽ là cái đầu tắt các bạn nhé. Đây sẽ là lỗ báo đèn này. Đó, đây sẽ là cái móc treo. Đó, và bên dưới đây sẽ là cái chân USB đó giúp bạn phải cắm vào máy tính các bạn nhé. Và nó vẫn là cái USB như USB bình thường thôi. Đó, các bạn muốn ghi âm nhé, bạn sẽ gạt sang on này. Đó, các bạn sẽ gạt sang cái chỗ mà có cái đầu móc treo các bạn nhé. Đây thì các bạn đợi một chút là thiết bị này sẽ nhấp nháy nháy đèn, nó tắt đi như này là đang thiết bị đang bắt đầu ghi âm bạn nhé. Nó khi ghi âm thì các bạn có thể đút trong túi quần, túi áo, ba lô, túi sách, để đâu đó đều được hết bạn nhé. Đó, miễn là sao các bạn gắn cái thiết bị ghi âm này ở cách cái đối tượng các bạn theo dõi ấy, khoảng 8-10 mét là các bạn thể là ghi âm rõ nét luôn bạn nhé. Đó. Này. Đó. Mẫu này rất là nhỏ gọn bạn nhé. Đó, khi mà các bạn không muốn ghi âm nữa thì bạn sẽ gạt về. Đó, các bạn sẽ gạt về cái lút off này, gạt về cái chỗ chân USB sẽ là off thiết bị các bạn nhé. Các bạn muốn ghi âm một file tiếp theo nữa, bạn sẽ gạt sang on. Đó, gạt sang cái chỗ có đầu móc treo này là bắt đầu ghi âm một file tiếp theo bạn nhé. Đó, mẫu ghi âm này là hàng cao cấp nên là sẽ hỗ trợ lọc âm. Đó, hỗ trợ lọc âm có nghĩa là ví dụ như bạn gắn cái thiết bị này ở trên xe ô tô cũng như là gắn vào trong phòng của bạn, mà trong phòng cũng như trên xe ô tô có tiếng nhạc cũng kèm với tiếng người nói chuyện ấy, thì tiếng nhạc sẽ bị át đi và thiết bị này sẽ chỉ ghi âm tới tiếng người nói chuyện thôi bạn nhé. Đó gọi là chế độ lọc âm. Những dòng cao cấp mình có hỗ trợ lọc âm đâu các bạn nhé. Còn những cái loại rẻ tiền thì nó sẽ không có lọc âm. Đó, đây. Đó, khi các bạn không muốn ghi âm nữa nhé, thì bạn sẽ gạt về off này. Đó, đây. Gạt về off như này là thiết bị đang là đã kết thúc được hai file ghi âm. Đó, thì vừa rồi mình đã ghi âm cho các bạn là hai file rồi. Thì tiếp theo đây mình sẽ cắm trực tiếp vào máy tính và sẽ test cho các bạn hai cái file ghi âm đó. Đây, mình sẽ quay cao cái màn hình lên nhé. Ở đây là kênh YouTube chính của mình các bạn nhé. Đây, công nghệ nghe lén 4.0 này có 637 người đăng ký các bạn nhé. Đây, đơn vị nhà mình đăng rất là nhiều dòng sản phẩm lên đây các bạn nhé. Camera cũng như là định vị nghe nén rất là nhiều dòng sản phẩm. Các bạn hãy truy cập vào trong kênh YouTube này của mình tham khảo những dòng sản phẩm mình đăng ở đây các bạn nhé. Rất là nhiều luôn. Đó. Đó. Thì sau đây mình sẽ vào ổ máy computer và sẽ test cho các bạn. Máy computer này, ổ e. Record này, đây sẽ là hai cái file ghi âm mình test cho các bạn này. Đó, đây, đây sẽ là file ghi âm thứ nhất các bạn nhé. Nó khi ghi âm thì các bạn có thể đút trong túi quần, túi áo, ba lô, túi sách, đâu đó đều được hết các bạn nhé. Đó, miễn là sao các bạn gắn cái thiết bị ghi âm này ở cách cái đối tượng các bạn theo dõi khoảng 8 đến 10 mét là các bạn thể là ghi âm rõ nét luôn các bạn nhé. Đây nhá. Đó, ghi âm rất là nét luôn. Đây. Đó, các bạn có thể tua nhanh, tua chậm đều được hết các bạn nhé. Tiếp theo nữa này. Cấp lên là sẽ hỗ trợ lọc âm. Đó, hỗ trợ lọc âm có nghĩa là ví dụ bạn gắn cái thiết bị trong phòng của bạn mà nhạc kèm với ghi âm thì được bạn nhé, có lọc âm.
Đó, rất là nghe rất là rõ luôn các bạn nhé. Khi các bạn không muốn ghim nữa nhá, thì bạn sẽ gạt về off. Đó, đây là hai cái file ghim vừa rồi mình test cho các bạn này. Đó, còn bạn nào mà muốn xóa tất cả những cái file ghim này đi nhá, thì bạn sẽ mua đen này, kích chuột phải, chọn Zenlite, chọn yes sẽ là xóa tất cả những cái file ghim này đi. Đó. À, mình sẽ to ra. Và mình sẽ quay thấp cái màn hình số nhá. Đó thì vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc máy ghi âm ngụy trang USB mã là Q62. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc các bạn nhé. Nhận hàng bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử, giống như video mình đã quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không giống như video mình đã quảng cáo thì các bạn hoàn hảo cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Ở đây video mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.